Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em có điện thoại giá hấp dẫn cho mọi người. Thì rất mong mọi người có thể ủng hộ cho em. Em bán điện thoại thì với cái tiêu chí là bây giờ vừa bán về cho mọi người chơi game và vừa có thể là bán cho những người mà xài hàng độc, lạ và những cái hàng mà nó giá rẻ nhé. Và quan trọng ở đây là em vẫn bảo hành cho mọi người ok đâu đó hết nhé. Đó, thì hôm nay trước hết em bán những cái dòng máy Việt Nam, hàng chính hãng. Thì em bán với dòng máy chơi game trước đi nhé. Cho em 3 phút quảng cáo máy chơi game nha mọi người nhé. Thì trên tay em đang cầm là iPhone 7 Plus mọi người ạ. Máy này đã được tháo camera. Thì em nói thẳng luôn, con máy này 7 Plus Bipad nha mọi người nhé. Đó, đã gọi Bipad máy chơi game thì em không chỉ nói luôn mọi người là không quan trọng về ngoại hình đẹp hay xấu, quan trọng là chơi game chất hay không thôi. Đó. Con này là 32GB này mọi người. Máy LLA 32GB. Máy chơi game thì mọi người đừng có hỏi là có gắn SIM được không. Con này chỉ nghe gọi Zalo này, Facebook này thế thôi nhá. Và tải ứng dụng các kiểu ok hết, không ảnh hưởng gì hết. Màn zin nha mọi người nhá. Đó. Như con này màn zin mà nó bị gọi là đốm phản quang một tí ở đây này. Đó. Thì giá con này nó cũng không hề rẻ một chút nào hết. Tại vì mọi người phải biết là một cái trị giá của con iPhone 7 nó không hề rẻ một chút nào. Đó. Thì nguyên một cái máy này này, màn zin, vỏ thay nhá mọi người nhá. Vỏ này thì đã được gắn cái vỏ thay, vỏ vỏ lô vào rồi chứ không phải vỏ zin nhá. Đó. Đây em kiểm tra wifi cho mọi người này. Quăng đét luôn. Em về được 5 cây cơ, nhưng mà hai cây này thì một cây bị lỗi cảm ứng, một cây thì vỏ nó như thế này. Trả lại mấy cây này đẹp này, em lấy này. Đó, quay phim cam trước vẫn thoải mái, nét căng luôn nha mọi người nhá. Cam trước nét căng đó. Thì 7 Plus này em bán giá là 2.250.000 nha mọi người nhá, máy chơi game thôi mọi người. Đó. Thì mọi người đừng có hỏi thêm về có gắn SIM hay không. Thì cái đây em đã nói rồi, Bipad tức là máy bị iCloud. Bipad lại nhá. Đó, chỉ là dùng nghe gọi Zalo, Facebook thôi, không gắn SIM được nhá. Ngoại hình thì nó nhìn như này thôi, nhưng mà em chỉ phân ra cho nó cỡ 95-96% thôi. Tuy nhiên thì nhìn nó cũng rất là đẹp, nhìn em thấy cỡ 98% đấy. Em chỉ nói là cỡ 96% thôi. Đó. 3 cây nha mọi người nhé. Có cây này vỏ zin này. Cái này mẻ kính xíu đây. Nhưng mà em bán đồng giá hết mọi người ạ. 2.250.000. Chơi game gọi là sư phụ luôn. Bậc thầy của những máy chơi game nhé. 7 Plus mà chơi game thì bã cháy rồi. Rồi em sẽ bỏ qua ba cây 7 Plus này bên nhé. 7 Plus giá 2.250.000, không thể tin nổi. Rồi tiếp theo em đến với mấy cái máy Việt Nam này. Oppo F7 nha mọi người nhé. Oppo F7 RAM 4 bộ nhớ 64GB. Thông tin điện thoại RAM 4 bộ nhớ 64 này. Con này giá bán là 2.450.000. Lưng có xước nha mọi người, lưng có nhâm, có xước do xài ốp lưng ấy. Đó, màn thì không xước nha. Ok chưa? Máy Việt Nam, 2 SIM. Email là 8370. Giá 2.450.000 thôi. Đó. Và tiếp theo em đến cây Vivo Y15 nha mọi người nhé. À V15. Con này camera thụt lùi, camera thụt. Đấy. Thụt này. Đấy.
Con này thì nếu như mà cái màn hình và cái độ phân giải màn hình và kích thước nó không khác gì 11 Pro nhá. Đó. Nhưng mà giá thì em bán chỉ trên 3 triệu một chút thôi. Giá em bán là 3 triệu 3 triệu tư nha mọi người nhá. Sườn thì nó cũng có bị cấn nhẹ. Đó. Nó em tính con máy này nó rất vào cỡ 96 97% thôi, nhưng mà nó nguyên zin nha mọi người nhá. Con này cấu hình của nó là RAM RAM 6 bộ nhớ 64 GB nha mọi người. Đó. Pin rất tốt, loại này pin rất tốt, 3 camera, flash kép. Vân tay nhận diện khuôn mặt thì không thể thiếu được trên những con máy đời cao như thế này rồi. Đó, 3 triệu tư nha mọi người nhé. Đây em đến một cây hàng độc này, màu cũng đã này. Tuy nhiên thì con vỏ này, con này có bị nhâm rồi mọi người nhìn thấy không? Có nhâm do xẻ ốp lưng đó. Đó. Và cũng có bị cấn nhẹ ở cái đây. Đó. Con này con Mi 6X nha mọi người, máy hàng xách tay chính hãng nha. Con này RAM của nó là RAM mấy em quên mất rồi. RAM 4 bộ nhớ là 64 nha mọi người nhé. Nhưng mà em thấy cái con máy này nó bấm nó có cảm giác rất là mượt, chụp hình như máy ảnh chuyên nghiệp luôn. Đây, tấm hình em chụp đây mọi người nhìn thấy không? Đẹp dã man nhỉ. Zoom lên này. Không bị gọi là bị không bị nhòe bị nhức gì hết. Con này chơi game còn bá cháy nữa. Mọi chức năng hoạt động bình thường hết nha. Này, Zalo Facebook em tải về này. Đó. Zalo này. Nó tóm lại là cái này có CH Play luôn, cho nên là mọi người yên tâm. Đó, muốn tải cái gì về tải thôi. Xài như máy Việt Nam mình luôn. Hai camera. Máy siêu mỏng luôn mọi người ạ. Siêu mỏng luôn. Em khẳng định mọi người là trong cái đám máy này của em không có máy nào mỏng qua con máy này. Kể cả iPhone không con nào mỏng vượt qua con này. Nhưng mà camera này làm nổi lên thấy chưa? Đó. Con này thì em bán với giá là 2 triệu 350 nghìn. Đó. Mi X6. Nay em về cũng rất là nhiều máy đấy. Đây, Oppo F9 đây. RAM 4 bộ nhớ 64 GB nhé mọi người nhé. Mấy cái này hết máy Hàn rồi. Máy Hàn mọi người biết tại sao? Bây giờ nhập nó khó quá. Bên Hàn Quốc bây giờ bị dịch á, không thể nhập được. Thì chỉ còn hàng ở bên Việt Nam này còn tồn lại thôi. Thì giá nó vẫn là rất là cao, thậm chí cao hơn máy Việt Nam mình luôn. Đấy, cho nên là bây giờ em lại tìm nguồn Việt Nam em bán thôi. Nhưng mà trước khi tìm đến nguồn này thì em phải tham khảo rất là kỹ, phải cái nguồn phải là cái người giao phải rất ok em mới dám nhập nha mọi người nhé. Đấy. Oppo F9 con này ngoại hình cỡ 98%, giá em bán là 3 triệu 2 nha mọi người nhé. Tiếp theo em đến với cây Samsung S9 Plus này, giá 2 triệu 650 nghìn này. Không sạc luôn. Nó tóm lại giá này thì bữa hôm em không tính lấy cái máy này luôn, tại vì giá em nhập ra nhập đúng giá này, giá nhập luôn mọi người ạ. Tại vì em bán để cho mọi người về muốn làm gì làm, còn em thì gọi là nguyên một lô máy em nhập thì có cái cây như này thì người ta để cho thì em lấy thôi. Em lấy thì em để bán luôn cho mọi người, em không bảo hành cũng như là em không lấy lời mọi người luôn. Em chỉ bỏ công em ship thôi. Ai thích thì em để thôi nhá. Đó. Giá là 2 triệu mấy nhỉ? Vừa bảo 2 triệu mấy quên rồi. 2 triệu 6, không sạc, không bảo hành gì luôn nhé mọi người nhé. Mọi người lấy thì báo em ship hàng giùm cho thôi. Rất là ok. Con này RAM 6 bộ nhớ 64 GB. Mọi chức năng đều full hết. S9 Plus nhé. Hoạt động bình thường hết. Pin rất là tốt, pin 3600, 3500. Đó. Rồi, mọi người có thích cây A9 này không nhỉ?
A9 năm 2020 này. Nó là Oppo nha mọi người nhá. Con này còn bảo hành dài lắm, bảo hành rất là dài. Giá em bán là 4 triệu 7 nha mọi người nhá. Máy đẹp cỡ 99%. Không có một lỗi nhỏ. Rất là đẹp. Lều đẹp dã man con ngàn luôn. Tối hôm qua đi uống rượu về hôm nay khan hết tiếng. Con này không thiết kế cam thụt nhỉ. Ui dồi. Lỗ sạc tai si luôn đó mọi người ạ. Đó. 4 triệu 650.000 thôi. Tiếp theo em đến với cây Oppo, à quên, Samsung A7 này mọi người. A7 2018 nhá mọi người nhá. Kính mẻ xíu, coi như là không liên quan gì đến màn hình luôn. Mẻ như không, đó. Lưng cũng có chóp sủi nhẹ này. Giá thì đúng là rẻ luôn. Con này RAM 4, bộ nhớ 64 GB nha mọi người nhé. Máy Việt Nam 2 SIM. RAM 4, bộ nhớ 64. Đó. Con này thì em bán giá là 2 triệu 750 nghìn. Nguyên zin nha mọi người nhá. Đó. Kính cam có bị nứt đường đây này. Để em thử xem nó có bị ảnh hưởng gì không. Ui, bình thường luôn mọi người. Nét căng. Đó. Rồi, lên mấy cây Samsung A8 bản Hàn đi. Hàng này giờ hiếm quá mọi người ạ. Samsung A8 đời 2018 nhé mọi người nhé. Máy kiểu dáng rất là đẹp. Đây. Con này có một vết xước nha, không phải vỡ nha mọi người. Vết xước nhìn thấy. Tóm lại là để này thì khó nhìn thấy. Nhưng mà khi nhìn sát vào nhìn thấy này. Đó, một cái xước lớn ở đây. Đây nữa. Màn đẹp không xước, sườn có phẩy phẩy như thế này. Do xài ốp lưng nha mọi người nhé. Con này nó phải rớt vào cỡ 9, rớt vào cỡ 98% nha mọi người nhé. Đó, vẫn còn người Hàn Quốc luôn. Riêng Hàn Quốc nhìn cái biết ngay luôn. Đó, chữ Hàn Quốc này. Con này em bán giá là 2 triệu 6 nha mọi người nhé. A8 đời 2018. Suối mây đây. 7610. Bản Hàn một sim nhé mọi người nhé. Email là 7610. Hôm nay em làm video mới được 13 phút thôi à, mà em đã lên một đống máy rồi. Liệu mọi người có tua qua và mọi người không để ý những cái cây mình cần không? Thì nếu như mà mọi người xác định mua thì cứ vui lòng tua lại giùm em. Bây giờ em lên cũng rất nhiều máy rồi nhé. Rồi thân chào mọi người. Xíu nữa em lại tiếp tục em lên video tiếp nhé. Rồi.